Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Phan Thị Tư Phi. Từ khi ra khơi 2 năm trước cho tới lúc này, từ vùng biển Đông được cho là yếu nhất tới tầng thế giới nơi những tứ hoàng ngự trị, từ bang khai tạc Avida cho tới liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido, Luffy cùng với bang Muram của mình đã trải qua rất nhiều trận chiến với rất nhiều đối thủ khác nhau, từ hải tặc cho tới hải quân, thậm chí là thất vũ hải và các đặc vụ của chính quyền thế giới. Và kẻ thù lớn nhất chính là người thầy tuyệt vời nhất. Chúng ta luôn cho rằng kẻ thù là thứ cần phải loại bỏ, nhưng thật ra kẻ thù lại có thể đem tới những bài học không ngờ. Và đối với Luffy thì mỗi đối thủ mà cậu ta đụng độ lại đem đến một sự bất ngờ, giúp Luffy có thêm những hiểu biết về sức mạnh, về việc làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn là một câu hỏi lớn, và để giải đáp nó thì chúng ta cần phải bóc tách và tìm ra câu trả lời cho từng câu hỏi nhỏ trong đó. Bên trong One Piece, sức mạnh của một nhân vật bao gồm rất nhiều yếu tố như Haki, trái quỷ, thể chất, sự thông minh, vân vân và may. Vì thế đối với tôi, thầy dạy sức mạnh cho Luffy không chỉ có vua bóng tối Silver Rayleigh hay ông trùm Yakuza Hiyoroha, mà đó còn là những đối thủ mà Luffy đã và đang đối mặt. Vậy theo bạn thì năm người thầy vĩ đại nhất của Luffy cho tới chapter 1028 này, những người đặt nền móng cho từng phần trong sức mạnh tổng thể của Luffy là những ai? Và đây là suy nghĩ của tôi về điều đó. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu về chủ đề vô cùng thú vị này. Top 1, cựu thất vua hải Crocodile. Có thể nói rằng vua sa mạc Crocodile chính là đối thủ quá tầm đầu tiên mà Luffy phải chạm mặt đụng độ. Và nếu tính luôn lúc ngăn cản Crocodile liều mình tấn công xuyên tiêu huyết của già râu trắng ở Marineford, thì Luffy đã có 4 lần đụng độ với ngài cá sấu mặt sẹo. Với tỷ số hòa 2-2, bị dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó đã gỡ lại được. Vậy Crocodile đã dạy cho Luffy điều gì trong 4 lần chạm mặt nhau đó? Đó chính là sự biến hóa với năng lực của trái quỷ và cách tấn công làm bị thương một người ăn trái quỷ hệ Loza. Nếu bạn để ý thì trong lần đầu tiên đụng độ với Crocodile, những đòn tấn công của Luffy rất đơn giản, đó chỉ là những cú đấm, cú đá thẳng hay những cú đấm liên hoàn. Hay sau đó là những động tác cố gắng túm lấy cơ thể Crocodile, như biến cánh tay thành lưới hay là lao vào tát ngang người Crocodile, và tất nhiên là những đòn tấn công đó không có tác dụng. Luffy đã hạ gục rất nhiều địch thủ bằng năng lực của trái quỷ cao su trước đó ở biển Đông, nhưng với Crocodile thì không thể. Dù vậy thì trước khi đánh bại Luffy một cách dễ dàng sau 3 phút đứng yên, Crocodile đã tặng cho Luffy một món quà vô cùng quý giá. Cũng giống như Doflamingo, Crocodile rất thích nói những câu triết lý mang nặng tính châm biếm, mỉa mai kẻ khác. Và Luffy cũng không ngoại lệ, cậu ta đã bị Crocodile mỉa mai châm biếm sức mạnh trái quỷ một cách thảm tệ. Nhưng Luffy lại nhìn theo một chiều hướng khác, cho rằng Crocodile đang chỉ mình cách làm sao để sử dụng năng lực trái quỷ một cách mạnh mẽ hơn và bớt phụ thuộc vào nó hơn. Siêu năng lực trái quỷ theo người dùng và rèn luyện thì nó mới trở thành một vũ khí lợi hại trong chiến đấu. Ta khác với lũ ngốc nghếch là bọn Mi chỉ biết dựa dẫm vào siêu năng lực. Đồng thời Luffy cũng phát hiện ra Crocodile rất sợ nước. Và sau đó thì sao? Trong lần thứ hai đối đầu, dù vẫn bị đánh bại, nhưng Luffy đã có một bước tiến rất đáng kể khi biết làm cách nào để có thể đánh trúng, làm bị thương được Crocodile. Tất cả là nhờ vào câu nói mỉa mai, châm biếm cũng như hành động sợ nước của Crocodile. Lúc thấy nước đào được ở dư ba chảy trên tay ngươi, ta đã biết rằng nếu tiếp xúc với nước, ngươi không thể biến thành cát được. Luffy biết Crocodile sợ nước nên đã trang bị một thùng nước thật to trong lần thứ hai đụng độ này. Và thậm chí khi ngăn cản Crocodile tấn công râu trắng của Marineford sau đó, Luffy cũng đã làm ướt cơ thể từ trước. Nhưng thú vị nhất phải là việc Luffy trả lại câu nói mỉa mai trước đó mà Crocodile đã dành cho mình một cách vô cùng tự tin. Mi đã từng nói đấy thôi, siêu năng lực trái cây ác quỷ nếu được rèn luyện trong chiến đấu sẽ mạnh lên thôi mà. Luffy sử dụng năng lực trái quỷ từ khi còn nhỏ và cũng hiểu rằng để sử dụng thần thuật nó thì cần phải tập luyện rất nhiều. Và những lời mỉa mai của Crocodile mà Luffy tiếp thu được như một bài học đắt giá đó chính là sự khẳng định, là một thông tin rất bổ ích đối với Luffy. Bởi có thể xem câu nói này là nền tảng, là kim chỉ nam để Luffy có thể phát triển một cách tối đa với năng lực trái quỷ cao su của mình trong tương lai, thậm chí là giúp Luffy có thể thức tỉnh được trái quỷ của mình. Và nếu bạn để ý thì từ sau trận chiến với Crocodile, Luffy sử dụng năng lực trái quỷ của mình một cách rất linh hoạt và tùy biến. Luffy tận dụng sự đàn hồi vốn có của cao su tốt hơn, triệt để hơn, để rồi sau đó chúng ta thấy Luffy có thêm nhiều hình thái sức mạnh mới như Gear 2, Gear 3 và Gear 4 mạnh nhất hiện tại. Vì thế dù Crocodile đánh bại Luffy tới 2 lần cũng như gây ra không biết đau thương cho vương quốc Alabasta, nhưng ở khía cạnh sức mạnh, Luffy cũng nên cảm thấy biết ơn những lời sỉ nhục mỉa mai của Crocodile, bởi nó góp phần không nhỏ trong sự tiến bộ của Luffy. Top 2, vua bóng tối Silver Rayleigh. Nếu những lời mỉa mai của Crocodile vô tình trở thành động lực thúc đẩy sự tiến hóa với trái quỷ của Luffy, trở thành một người thầy bất đắc dĩ, thì Rayleigh với kiến thức sâu rộng, sự uyên bác chính là một người thầy thật sự, người thầy dạy lý thuyết vĩ đại nhất của Luffy, giúp Luffy xây dựng một nền tảng, một bệ phóng sức mạnh vững chắc trên mọi mặt, từ cách đối phó với từng loại đối thủ, phát triển năng lực trái quỷ và đặc biệt là về Haki. Nếu là một người bình thường thì chỉ có thể tập luyện để sử dụng thần thuật một loại Haki, nhưng Rayleigh nhận ra tiềm năng phát triển sức mạnh của Luffy là rất lớn. Và ông quyết định trong 2 năm time skip sẽ giúp Luffy có một nền tảng vững chắc để có thể thúc đẩy bản thân phát triển đồng đều các 3 loại Haki trong tương lai. Để rồi sau đó, khi xuất hiện ở quần đảo Sabaody một lần nữa, chúng ta đã thấy một Luffy với diện mạo hoàn toàn khác, một Luffy hoàn thiện hơn trước đó rất nhiều, từ hình thể cho tới sức mạnh. Từ một Luffy không biết gì về Haki, thì sau 2 năm được Rayleigh training, Haki quan sát cấp độ cơ bản của Luffy đủ tốt để dễ dàng né tránh những phát bắn laser của người máy sinh học Pacifista hay những đòn tấn công của Doflamingo sau đó. Còn Haki vũ trang của Luffy cũng trở nên vô cùng đáng nể, dễ dàng phá hủy người máy sinh học Pacifista chỉ với một cú đấm, trong khi 2 năm trước các bạn Muram rất chật vật mới hạ được. Đặc biệt là khi kết hợp Haki với hình thái sức mạnh Gear 4, mọi thứ trở nên thật sự rất ấn tượng. Ông trùm thế giới ngầm với Bizen Joker, Doflamingo, ngạo mạn hóng hách trước đó đã trở nên im bặt câm nín trước Gear 4 của Luffy. Những cú đá, những đòn tấn công của Doflamingo không thể xuyên thủng được lớp Haki vũ trang cứng cáp.
nhưng khi nói tới sự thay đổi ấn tượng nhất trong sức mạnh của Luffy sau khi ăn ngủ tập luyện cùng với Rayleigh trong 2 năm, chúng ta phải kể tới Haki Bá Vương, thứ sức mạnh chỉ dành cho một số ít kẻ được chọn. Trước time skip, Luffy đã có một vài lần bộc phá Haki Bá Vương trong vô thức, ở đảo Amazon Lily hay ở trận đại chiến Marineford, và Luffy không biết làm cách nào để sử dụng nó theo ý muốn cả. Nhưng khi qua bàn tay nhào nặn của Rayleigh, mọi thứ trở nên thật sự rất khác biệt. Ở đảo người cá, Luffy dễ dàng hạ gục 50.000 trong tổng số 100.000 tinh lính dưới trướng Hody chỉ với một cái trừng mắt, và Luffy cũng lựa chọn được mục tiêu cần hạ gục. Và nếu so tất cả những điều đó với hiện tại thì Luffy đã làm được hơn thế rất rất nhiều. Nhưng để có được như hiện tại thì Luffy cần phải có một nền tảng sức mạnh nội tại rất lớn, và Rayleigh đã giúp Luffy có được điều đó. Và thầy giỏi thì trò mới giỏi, vậy nếu trò là một người xuất chúng, là một người đặc biệt thì sao? Thì tất nhiên người thầy đó cũng phải rất xuất chúng, rất đặc biệt. Bởi chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ. Một câu nói rất hay của Galileo, người được mệnh danh là cha đẻ của khoa học hiện đại. Tập 3, tư lệnh ngọt Charlotte Katakuri. Cũng giống như Crocodile, Katakuri là đối thủ vô cùng khó nhằn của Luffy Murom. Và cũng giống như khi chiến đấu với Crocodile, Luffy đã học được rất nhiều thứ khi chiến đấu với Katakuri. Nhưng khác với Crocodile, Luffy rất tôn trọng Katakuri, người con mạnh nhất của Tứ Hoàng Big Mom. Vậy Katakuri đã dạy cho Luffy điều gì? Đó chính là Haki quan sát cấp cao, nhìn trước tương lai gần. Nếu Rayleigh là ông thầy dạy lý thuyết vĩ đại, thì Katakuri chính là một trong những ông thầy dạy thực hành tuyệt vời nhất của Luffy Murom. Trong 2 năm dạy lý thuyết cho Luffy, Rayleigh từng đặt trường hợp để Luffy trả lời là sẽ như thế nào để Luffy phải đối đầu với một kẻ mạnh có thể nhìn trước tương lai gần. Phải xem tính cách của đối thủ như thế nào là câu trả lời của Luffy. Và cậu ta đã thật sự chạm trán với một kẻ rất mạnh như thế ở đầu bánh, thánh địa của Tứ Hoàng Big Mom. Nền tảng kiến thức của Rayleigh kết hợp với một trận chiến kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, Luffy có đủ thời gian để tìm hiểu tính cách của Katakuri là như thế nào, phong cách chiến đấu của Katakuri dựa vào điều gì. Đó không phải là trái ác quỷ hay là Haki vũ trang, mà chính là Haki quan sát cấp cao với khả năng nhìn trước tương lai gần. Để từ một Luffy hoàn toàn dưới cơ lép vế khi mới bắt đầu trận chiến, từng bước một của đám ăn xôi theo đúng ý đen, khi biến mình trở thành một bao cát di động, chỉ để đẩy cơ thể vị trí tới giới hạn của sức chịu đựng nhằm khai phá khả năng nhìn trước tương lai gần giống như Katakuri. Và Luffy đã hoàn toàn làm được điều đó khi từ không thể tới có thể nhìn thấy và né được những đòn tấn công của Katakuri. Và trên nền tảng những gì đã có được sau trận chiến với Katakuri, Haki quan sát cấp cao của Luffy hoàn thiện hơn rất nhiều ở quanh quốc này. Khi có thể nhìn thấy trước được đòn hợp kích tấn công siêu khủng khiếp của Tứ Hoàng Big Mom Kaido, Haki hay nhiều chi tiết khác nữa. Vì thế có thể nói rằng không chỉ là kẻ thù mà Katakuri còn là một người thầy dạy thực hành tuyệt vời của Luffy. Khi tư lệnh ngọt này thay vì cầm phấn thì đã cầm giáo chỉ dạy sức mạnh cho Luffy một cách không hề nương tay hay tỏ ra nhân nhượng, Katakuri đá Luffy rất thẳng chân. Top 4, ông trùm Yakuza Hyogoroha. Không giống như Rayleigh, sức mạnh của ông trùm Yakuza Hyogoroha không bằng thằng đệ tử Luffy, nhưng kiến thức về Haki vũ trang của ông, thứ sức mạnh ở Wano Quốc gọi là Ryo thì không thể xem thường được, bởi ông chính là Yakuza mạnh nhất đất nước của những samurai Wano. Ở quần đảo Sabaody 2 năm trước, Luffy từng chứng kiến cảnh Rayleigh sử dụng Haki vũ trang cấp cao kết hợp với Haki Bá Vương để phá cổng phát nổ cho cô bé người cá ở nhà đấu giá, hay sau đó là chứng kiến cảnh Rayleigh sử dụng Haki vũ trang cấp cao hạ gục con voi mà không cần chạm vào. Và 2 năm time skip, mặc dù đã được Rayleigh tận tình chỉ dạy nguồn gốc sức mạnh của Haki, nhưng 2 năm vẫn là một khoảng thời gian quá ngắn để Rayleigh có thể chỉ dạy hết mọi thứ. Vì thế Luffy vẫn chưa biết làm cách nào để tấn công hạ gục đối thủ mà không cần chạm vào, hay tự do sử dụng sức mạnh để mở cổng phát nổ theo ý muốn, Luffy hoàn toàn không biết. Nhưng vận may chưa bao giờ rời xa bang Murom nói chung hay Luffy nói riêng. Luffy là một nam châm có tự tính cực mạnh. Luffy là con người sở hữu ấn lan tỏa halo effect tuyệt vời. Người nhiệt tình như Luffy thường hướng về phía mặt trời và tránh xa đêm tối. Chính vì vậy chúng ta không chỉ thấy tính cách của Luffy luôn sôi nổi, rạng rỡ mà vận mệnh còn giác đầy ánh sáng. Cho dù Luffy gặp nguy nan cũng dễ dàng chuyển giữ hóa lành, bởi vì không chỉ có thằng may mắn luôn đứng về phía cậu ta, mà những người xung quanh nói chung đều tình nguyện dâng hiến tình bạn cho Luffy, sẵn sàng sống chết vì Luffy. Và ông trùm Hyogoroha chính là một người như vậy. Sau khi chứng kiến sức sống mãnh liệt của Luffy trong một Udon, không những khiến ông có niềm tin vào cuộc sống và việc Kaido bị đánh bại, mà ông còn sẵn sàng chỉ dạy mọi thứ mình biết về Ryo cho cậu ta. Và dưới sự chỉ dạy của Hyogoroha, Luffy đã biết tường tận cách lưu chuyển Haki vũ trang, làm cách nào để sử dụng Haki vũ trang một cách đúng đắn nhất. Không chỉ vậy, việc chỉ dạy Luffy cách lưu chuyển Haki không chỉ gói gọn trong Haki vũ trang, mà nó còn áp dụng cho cả Haki Bá Vương. Bởi như tôi đã nói trước đó, vì bản chất thì cách sử dụng Haki vũ trang cấp cao đã thương đối thủ từ bên trong, và việc lưu chuyển Haki Bá Vương vào đòn tấn công là như nhau, nhưng Haki Bá Vương thì ở một cấp độ cao siêu hơn. Và Hyogoroha cũng đã tự cảm thán như thế khi chứng kiến Luffy bộc phát Haki vũ trang cấp cao kết hợp Haki Bá Vương để phá cổng phát nổ. Năng lực mà cậu vừa sử dụng nó cao siêu hơn kỹ thuật Ryo mà tôi muốn truyền đạt cho cậu nhiều lắm. Và nếu không có ông thầy dạy lý thuyết Hyogoroha thì chẳng thể nào có ông thầy dạy thực hành sau đây. Top 5, Tứ Hoàng Kaido Bách Thú. Nếu Rayleigh là ông thầy dạy lý thuyết vĩ đại nhất của Luffy, thì Kaido Bách Thú chính là ông thầy dạy thực hành số 1 của Luffy, đã chỉ cho Luffy biết Haki Bá Vương có thể lưu chuyển vào đòn tấn công. Với nền tảng kiến thức về lưu chuyển Haki bên trong cơ thể mà ông trùm Hyogoroha đã chỉ dạy trước đó, Luffy đã ngay lập tức nhận ra Kaido lưu chuyển Haki Bá Vương vào trong đòn tấn công của mình. Bởi dù gì, Luffy cũng là người đã ăn chỉ của Kaido rất nhiều lần, và từ lúc ăn chỉ ở Kuri thì Luffy đã để ý nhưng chưa thể làm được. Như vậy đó là chuyện của quá khứ, còn ngay lúc này Luffy đã có đủ kiến thức về Haki để tiếp thu những gì Kaido muốn chỉ dạy thông qua những cú vung chì. So với những cú đấm, cú đá của Katakuri thì những cú vung chì của Kaido Bách Thú có sức nặng lớn hơn rất rất nhiều.
Chính điều này đã giúp cho Luffy có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, luyện tập cách lưu chuyển Haki Bá Vương và những đòn tấn công của mình. Để rồi mới đây nhất, chúng ta đã thấy một phiên bản khác của màn Haki Bá Vương đối chiến đỉnh cao. Đao kiếm không chạm vào nhau nhưng khiến mây chạy làm đôi như râu trắng của Roger 26 năm trước. Nó cho thấy Kaido càng mạnh tay, Luffy càng gồng mình chống đỡ thì lượng Haki của Luffy ngày một tăng lên một cách đầy trong mạch và vẫn chưa thấy điểm dừng. Và sao rất tuyệt vời nếu tôi được thấy ông thầy Kaido phun trì quật ngã đến mất tỉnh thầy học trò Luffy một lần nữa. Bởi theo tôi thì đó là cách tốt nhất để thằng ác con này biết sức mạnh của mình đang ở đâu, để nó không tự tin thái quá. Phải đánh nó thật đau khi nó đã có đủ Haki quan sát cấp cao nhìn trước tương lai gần. Haki vũ trang cấp cao đã thương đối thủ từ bên trong và mới nhất là lưu chuyển Haki Bá Vương vào đòn tấn công. Bởi chỉ có như thế thì nó mới tiếp tục phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, khi mà vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh đang mét võng nằm đợi nó ở phía trước. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về những ông thầy tiêu biểu đã đang và sẽ tiếp tục chỉ dạy sức mạnh cho Luffy Murom. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.